Rồi, xin chào tất cả mọi người ha, lại là MTT 1985 review đây. Thì view clip hôm nay là ngày 1 tháng 10 nha mọi người ha, đầu tháng ha. Em có ra vài cây điện thoại nè, mong rằng anh chị em xem được cây nào thì anh chị em cứ liên hệ với em qua cái số điện thoại cũng như là Zalo, đều là số trên đây ha mọi người ha, 0963 595 262. Thì bên em thì có chế độ là ship toàn quốc cho anh chị em. Nếu mà anh chị em ở xa ha, shipper nó giao tới nơi á, anh chị em được quyền mở hộp, kiểm tra máy, test máy ok rồi mới thanh toán tiền. Hoặc là anh chị em á có thể đến trực tiếp cái địa chỉ của em ở đây nè, ở hẻm 254 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương ha mọi người ha. Đó, mọi người cứ đến cái địa chỉ trực tiếp của em nếu mà trường hợp anh chị em ở gần địa chỉ của em ha. Em có thể gửi định vị đây, Zalo của em đây, em gửi cho anh chị một cái định vị, đến trực tiếp mà xem máy ưng ý cây nào thì cầm về thôi, ngồi test thoải mái ha. Đó, còn chế độ bảo hành thì em vẫn có chế độ bảo hành cho mọi người tùy theo giá trị của một con máy. Có nghĩa là có những con máy thì em bảo hành cho 45 ngày, 1 tháng rưỡi, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng ha. Đó, tùy theo giá trị của một con máy thôi. Rồi, vậy ha mọi người ha. Em giới thiệu luôn nè, đây là cây số 1. Số 1 là cây Samsung A10 thôi. Cây này là Samsung A10, RAM 2, bộ nhớ là 32, 6,2 inch, chip là Exynos 7884, pin là 3400, em đang thanh lý chỉ có 650k. Cây này thì vỏ nó xấu, cây này em thay lưng được nha mọi người. Cái này em thay lưng, anh chị em muốn cái lưng đẹp em thay cho 50.000 cộng trên 50.000 đi. Đó, tại vì cái thôi cái lưng ba con máy cỏ này mà. Đó, quan trọng gì cái lưng, em tặng cho anh chị em một bộ sạc kèm theo cái kính cường lực và kèm theo một cái ốp lưng nữa. Ốp lưng thì bảo vệ thôi, có 650 à. Đó, mà mua về để mình nghe gọi nè, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok các kiểu là vẫn còn ngon rồi nha. Đó, ta 650 thôi thì mình đừng có đòi hỏi nhiều. Đó, những cái đáp ứng cái nhu cầu thay cho một con bàn phím thì cực kỳ ổn rồi nha mọi người. Còn nếu mà anh chị em muốn thay một cái lưng đẹp thì em sẽ thay cho một cái lưng đẹp nha. 650k thôi. Cây số 1 ha. Thì cây số 2 nè. Số 2 sẽ là một cây Samsung nữa nè. Samsung J7 Prime nha. Cây này là Samsung J7 Prime 5,5 inch, RAM 3, 32GB. Chip là Exynos 7870, pin là 3300. Cây này thì em đang thanh lý là 750. Đó, vỏ viền thì cũng còn tương đối ok. RAM 3, 32 nha. RAM 32 thì anh chị em cái dòng này thì anh chị em mua về nè, nghe gọi nè, Zalo, Facebook, YouTube hoặc mua về cho các bé xem YouTube, TikTok các kiểu vẫn còn ngon nha. Đó, có chỉ có 750 à, mà mua về làm máy phụ thì cực kỳ ổn rồi. Cái số 2 750. Rồi số 3 nè mọi người. Số 3 cũng là một cây Samsung, dòng này là Samsung A10s ha, màu xanh, RAM là RAM 2, bộ nhớ là 32GB, RAM 2 bộ nhớ 32GB. Chip của nó là Helio B20, vân tay đầy đủ nha. Pin thì là 4000, em đang thanh lý giá chỉ có 9 xị à, 900k ha. Màn hình giọt nước hiển thị đẹp nè mọi người. Đó, màn hình giọt nước hiển thị đẹp, tiền nào của đó thôi. Em bán thì chắc chắn một điều là máy full chức năng, sử dụng được thì em mới bán, đúng không? Đó, đơn giản là vậy, em tặng cho đầy đủ phụ kiện nha. Mua về Zalo, Facebook, YouTube, TikTok các kiểu ngon ha, làm máy phụ cũng ổn nha mọi người. Giá chỉ có 900k mà em tặng cho đầy đủ phụ kiện luôn ha. Số 3. Rồi số 4 nè. Số 4 là Oppo A7. Oppo A7 RAM 4, bộ nhớ là 64GB, 6,2 inch, chip Snapdragon là 450, cam thì là 13 chấm, pin là 4200, em có hai màu luôn, màu xanh là màu xanh đen cũng rất là đẹp, hoặc là màu này là màu đồng, đó cũng rất là đẹp luôn. Pin 4200, màn hình của hiển thị giọt nước hiển thị đẹp nha mọi người. Máy full zin hết tất cả rồi, chỉ việc anh chị em mua về mà sử dụng thôi. Đó, màn zin men zin, máy thì chưa qua sửa chữa, máy thì full hết tất cả chức năng rồi ha. Em đang thanh lý giá chỉ có 1 triệu mốt à. 1 triệu mốt cho anh chị em sử dụng nha, mà em tặng cho đầy đủ phụ kiện nữa, ốp lưng cường lực vào một bộ sạc nha mọi người ha. Số 4. Số 5. Số 5 là một cây Vivo. Vivo i15, RAM là RAM 4, bộ nhớ là 64GB, 6,35 inch, cam thì là 15 chấm. Con này được cái là chip của nó là chip Helio B22. Pin là 5000 nha, vỏ viền ngoại hình ok nè mọi người. Vỏ viền ngoại hình ok, màn hình thì được cái là màn to nữa nè. Màn to hiển thị đẹp nha, màn to hiển thị đẹp, pin 5000 cũng cực kỳ trâu, đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng cả ngày của mọi người á ha. Cái này thì em đang thanh lý 1.250.000 nha, 1.250.000 cho anh chị em sử dụng nha. Vivo i15. Và đây cũng là Vivo, cái này thì là Vivo i17 lần ha, cấu hình nó cao hơn, RAM là RAM 4, bộ nhớ lên đến 128GB ha, lưu được nhiều dữ liệu hơn nha mọi người. Chip của này là chip nó cũng cao hơn nè, Helio B35, cam là 13 chấm, pin thì là 5000. Đó, vỏ viền ngoại hình thì ổn rồi, màn hình thì được cái là màn to, pin trâu nữa mọi người. Pin tới 5000 nữa, anh chị em tha hồ mà mình sử dụng cả ngày không sợ hết pin
nha. Đó, cái này thì em đây nè, giúp lên. Đó, màn hình hiển thị rất là đẹp nha mọi người. Màn hình hiển thị đẹp. Đó, máy full hết tất cả chức năng nha. Cây này là Vivo i17 RAM 4 128GB thì mình lưu được nhiều dữ liệu. Pin 5000 cực kỳ trâu, đáp ứng nhu cầu là sử dụng cả ngày ha. Số 6. Rồi số 7 nè mọi người. Số 7 sẽ là một cây Samsung. Samsung X-Cover Pro 6,3 inch, RAM là RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Chip của nó là chip Exynos 9611. Cây này có NFC nha, có cây này có NFC luôn. Pin của nó là 4020. Cây này là chống nước nè, ha, chống nước, chống bụi, văng tay ở bên sườn nè mọi người. Đó, đây nè, cái lo rất là đẹp nè, mọi người ham thiết kế nè. Đây, có cái nút này là nút đèn pin đó mọi người. Đó, cái dành cho những anh chị em là đi phượt ha. Màn hình đục lỗ, nói chung là cây này thì chống nước, chống bụi, đó, chống rơi vỡ tầm 1,5 m trở xuống. Chống nước là có nghĩa là chống nước mưa nha mọi người. Còn ví dụ con những cái dòng này thì em đang thanh lý chỉ có 2,3 triệu thôi. 2,3 triệu thì không thể nào mà bỏ một con máy này vô nước được nha. Đó, con này mà bỏ vô một cái thao nước là coi như là tiêu luôn. Anh chị hiểu không? Có nghĩa là dành cho những anh chị em nào mà đi, nhất là Grab. Grab là hết bài nha. Có nghĩa là mình không sợ nó vô nước. Đó, nước mưa đồ đó mọi người. Đó. Hoặc là những anh chị em nào đi công trình đó, những công trình ví dụ mình leo trèo này nọ, cái dòng này thì được cái nó bền ha. Rồi 2,3 triệu thôi nha, cực kỳ trâu luôn, chắc rất là chắc chắn nha mọi người. Rồi số 8 nè, số 8 là dòng Samsung, em có hai cây Samsung A51, máy full zin hết tất cả nha, 6,5 inch, màn hình là Super AMOLED ha, cam là 48 chấm, chip là Exynos 9611. Đó, cam là 48 chấm nha mọi người, quay phim được 4K, pin là 4000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh là 15W. Hiện tại dòng này thì em đang thanh lý là 2,5 triệu một cây. Màn zin men zin hiển thị đẹp nha, màn hình hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Đó, màn zin nha mọi người, tiền nào của đó thôi. Tại sao có những cây em bán chỉ có 1 triệu mấy mà có những cây em bán 2,5 triệu. Đó, tiền triệu mấy là màn thai, đó, màn zin nè, 2,5 triệu thôi nha. Cây màu đen cũng vậy luôn, 2,5 triệu nha mọi người, 2,5 triệu. Vỏ viền ngoại hình đẹp, màn zin men zin ha, máy zin full nó tất cả chức năng rồi, anh chị em mua về chỉ việc xài thôi. Chờ xíu em, nó đang khởi động lên. Ok, màu đen cũng cực kỳ đẹp nha, bao cho anh chị em là màn zin men zin ha. Chờ em xíu, em chỉnh cái chế độ ánh sáng cho mọi người dễ nhìn nè. Đó, màn đẹp cực kỳ rồi mọi người, thật sự máy dòng này thì anh chị em mua về sử dụng rất là thích ha. Đó, màn AMOLED thì mình ra ngoài nắng á, nó không có chói, nhìn nó rất là rõ nha mọi người. RAM 628GB luôn á, pin bọt đồ các kiểu là ngon. Rồi tiếp theo là Oppo nè, số 6, Oppo A3s ha, Oppo A3s RAM 6, bộ nhớ 128GB, 6,2 inch, chip Snapdragon là 450, pin là 5000, dòng này thì cam 13 chấm, pin là 4500, 4250, em nói nhầm rồi mọi người ơi. Cây này là 4250 ha. Đó, vỏ viền ngoại hình ok, màn hình thì hiển thị đẹp rồi. Em có hai màu, màu đỏ và màu hồng. Màu hồng cũng rất là đẹp nè, màu đỏ. RAM 628GB, pin 4200 nha. Màn hình cũng to, 6,2 inch, đáp ứng cái nhu cầu là chữa cháy cho anh chị em cực kỳ ổn. Có 1.050.000 thôi. Em tặng cho đầy đủ phụ kiện nha. Cam kiếp chụp hình nét nha mọi người. Số 9. Số 10 nè. Số 10 thì sẽ là một cây Redmi Note 9 ha, Xiaomi Redmi Note 9 đó mọi người. RAM 4, bộ nhớ là 128GB, vỏ viền ngoại hình ok nha. Chip là Helio G85, pin là được cái là pin 5000 nè, tai xi hỗ trợ sạc nhanh nè, vỏ viền ngoại hình ok nè, sạc nhanh ở chế độ là 18W ha, màn hình đục lỗ hiển thị đẹp. Em đang thanh lý giá chỉ có 1,7 triệu à. Đó, 1,7 triệu mà được cái là máy full, pin trâu, cấu hình tương đối ổn ha mọi người ha. Pin 5000 nữa, sạc nhanh chế độ 18W cực kỳ ổn nha. Em đang thanh lý giá chỉ có 1,7 triệu thôi. Rồi số 11 sẽ là một dòng Samsung, Samsung A03 nha. Samsung A03 RAM là RAM 3, bộ nhớ là 32GB, 6,5 inch, chip là MT6765, cam 13 chấm, pin là 5000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh là 18W. Vỏ màu đen thì nhìn nó hơi cùi bắp, nói chung là một hồi nó đen đen ha mọi người ha, nhưng mà được cái màu đen thì nhìn nó sạch sẽ. Đó, anh chị em thấy không? Cụm cam cũng rất là đẹp nha. Màn hình thì là màn hình đục lỗ rồi. Đó, màn hình giọt nước chứ. Màn hình giọt nước hiển thị đẹp, màn to nha. Cái này là màn cực kỳ to, thích hợp cho anh chị em mua về, các cô chú nào lớn lớn tuổi sử dụng cũng ngon ha. Pin trâu nè. Đó, tai xi sạc nhanh nữa. Em đang thanh lý giá có 1,4 triệu à, thật sự. Samsung A03s mà giá có 1,4 triệu thôi nha mọi người. Pin rất là trâu nha. Rồi, tiếp theo nha mọi người, số 12 ha.
Xiaomi Redmi 10, RAM thì cây này là RAM 4 cộng 2, bộ nhớ là 128GB, màu đen thì nó vậy nha mọi người, có vân tay vô, cái mồ hôi tay là nhìn nó dơ dơ nha, thật sự luôn, mấy cái này nó vậy á, chứ anh chị em mua mà lấy cái ốp lưng bảo vệ cái là đẹp keng. Đây em lao cái thầm mà anh chị em thấy nó đẹp không, đó, ha. RAM 4 cộng 2 bộ nhớ 128 nha. Màn hình là 6,5 inch nha mọi người. Cam là 50 chấm. Chip của nó là Helio G88. Được cái là lo kép nha. Redmi 10 là lo kép nha mọi người. Đây là một lo nè. Ha, đây. Đó. Đây là một lo nha. Đây sau cái rung cái cam của em nó kỳ rồi. Ok. Đây một lo đây nè. Đó. Đây một lo nó là hai lo nè. Nên nghe nhạc rất là sướng nha. Cái dòng này nghe nhạc rất là to. Ha, màn hình đục lỗ nữa. Đó, màn hình đục lỗ cực kỳ đẹp rồi. Ha, máy zin full hết, vỏ viền thì có phải có chày, máy qua sử dụng thì vậy thôi. Nên em đang thanh lý cái giá chỉ có 1,9 triệu nè. 1,9 triệu em tặng cho đầy đủ phụ kiện nha. Số 12. Rồi số 13 nè mọi người. Số 13 là một cây Vivo. Đây, Vivo Y21S nha, Vivo Y21S, vỏ viền ngoại hình ok, màn hình thì to, hiển thị đẹp rồi. RAM 6, bộ nhớ 128GB, chip là Helio G80, cam 50 chấm. Pin thì là 5000 tai si, hỗ trợ sạc nhanh là 15W nè mọi người. Vỏ viền là ok hết, vân tay trên sườn nha. Màn hình thì hiển thị đẹp, màn hình giọt nước nè. Đó, cái dòng này thì anh chị em mua về xài là hết bài. Đó, đây nè. Ha, màn hình hiển thị ok nè, tải được tất cả ứng dụng cho anh chị em nha. Tải được tất cả ứng dụng, màn to hiển thị đẹp, máy full nó tất cả chức năng rồi mọi người. Tai si sạc nhanh nữa ha. Cái này hiện tại em đang thanh lý giá chỉ có 2,1 triệu thôi. 2,1 triệu em tặng cho đầy đủ phụ kiện ha. Cụm cam nhìn cũng rất là đẹp, cam ký chụp hình ngon lành cành đào hết á. 14 nè, 14 sẽ là một cây Realme 5S, RAM 4, bộ nhớ 128GB, 6,5 inch, cam là 48 chấm. Cây này quay phim được 4K luôn nha mọi người. Trời, cây này mà vậy có 1,5 triệu thôi mà anh chị em có thể quay phim chụp hình được 4K ha. Chip Snapdragon là 665, pin là 5000, giá có 1,5 triệu thôi. Vỏ viền ngoại hình ok, sạc là sạc micro ha. Cụm cam nhìn cũng rất là đẹp, 4 cam nha. Vân tay sử dụng đầy đủ. Đó, màn hình được cái là màn to nè, màn hình giọt nước nè. Dòng này thì pin rất là trâu nha mọi người, pin tới 5000 lần anh chị em mua về xài cả ngày ha. Đó, số 14, giá 1,5 triệu. Số 15 là một cây Oppo A74. 6,43 inch, RAM là RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Cam 48 chấm, chip Snapdragon là 662 nha. Vỏ viền ngoại hình ok nè. Cái này nó do nó bảo vệ cái lưng cho nó đừng có nó đẹp thôi mọi người. Thật sự đây. Đó, em tháo ra cho anh chị lưng luôn. Để lưng đẹp chưa? Ha, hơi bị đẹp nha. Máy full hết tất cả chức năng rồi, màn zin men zin. Đó, vân tay ngay sườn, màn hình là màn hình đục lỗ nữa nha. Đây. RAM 8 128, cam 48 chấm, pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh. Cái này là một đây, lao một cái là đẹp nè, anh chị em thấy không? Đó. Máy đẹp cực kỳ nha, tai si nó mọi người, thật sự tai si nó. Rồi 2,2 triệu thôi. Oppo A74 giá là 2,2 triệu, em tặng cho đầy đủ phụ kiện nha mọi người. 16 nè, là một cây Samsung. Samsung A12 ha. 6,5 inch, RAM 4, bộ nhớ là 128GB. Thiết kế cũng rất là nhìn rất là chắc chắn nha. 4 cam. Chip là Helio G35, cam là 48 chấm, Android 11 chấm, pin là 5000, sạc nhanh ở chế độ là 15W. Hiện tại cái này thì em đang thanh lý chỉ có 1,850 triệu à nha. Đây nè, tai si sạc nhanh nè mọi người. Vỏ viền ngoại hình ok rồi. Màn hình là màn hình giọt nước. Đây hiển thị đẹp nha. Đó, máy full hết tất cả chức năng. Mấy dòng này thì anh chị em mua về xài rất là bền nha. Được cái dòng này A12 thì xài sử dụng cực kỳ bền luôn mọi người. Giá thì em đang thanh lý chỉ có 1,850,000 thôi ha. Số 16. Rồi tiếp theo nha mọi người ha. Số 17. Số 17 là dòng Samsung. Samsung Note 10 5G bản Mỹ ha. Samsung Galaxy Note 10 5G bản Mỹ. Cây này là màu đa sắc, vỏ viền ngoại hình đẹp nha. Cây này là em để trong tủ á mọi người, nên nó hơi bụi bặm một tí xíu ha. Bút sử dụng được bình thường nha. Đó. RAM là RAM 8, bộ nhớ 256GB, tha hồ mà lưu dữ liệu luôn. Màn hình của nó là 6,3 inch Diamond AMOLED nha. Chip là chip Snapdragon 855. Dòng này là bản Mỹ nha mọi người. Chip Snapdragon dòng này là bản Mỹ thì mình sử dụng được một sim thôi. Pin là 3500, sạc nhanh ở chế độ là 15W. Đây nè, màn cong đình đám một thời nha mọi người. Màu đa sắc cực kỳ đẹp luôn. Vỏ viền thì khỏi phải nói rồi nha. Đây, vỏ viền thì khỏi phải nói. Cây này thì em đang thanh lý giá chỉ có 4,5 triệu thôi nha.
4 triệu rưỡi em tặng cho đầy đủ phụ kiện luôn. Màn đẹp cực kỳ luôn, không ám ố, không loạn liệt, không có chấm kim gì hết nha mọi người. Màn đẹp cực kỳ đây nè. Em cho anh chị em xem cái thông tin máy nè. Note 10 ha, Note 10 một email là một sim. Đó, cấu hình nè mọi người. RAM 8 nè, 256GB. RAM 8 256GB. Rồi, hiện tại cái này thì em đang thanh lý giá chỉ có 4 triệu rưỡi thôi, em tặng cho đầy đủ phụ kiện nha. Số 17. Số 18 nè mọi người. Số 18 là một dòng Samsung nữa là Samsung M51. Thì nói đến cái dòng M51 là sẽ nói đến viên pin nó tới 7.000, cực kỳ khủng ha. Pin 7.000 cực kỳ khủng, cực kỳ trâu luôn. Đó, RAM thì là RAM 8, bộ nhớ 128GB. Chip nắp ra gần nha, 730. Cam đến 64 chấm lận. Đó, cây này thì em đang thanh lý chỉ có 2 triệu 6 à. Ha, 2 triệu 6 vỏ viền thì ngoài hình ok rồi. Đó, viền thì nó có phải có chày, có viền nè. Nó có chày chày tí xíu. Máy cũ mà mọi người, máy cũ anh chị em đã nói rồi. Máy cũ thì anh chị em quan trọng nhất là cái màn, cái men và cục pin ha. Màn đây nè, cây này là dòng này là màn AMOLED, Super AMOLED thì nó bị lưu ảnh anh chị em thấy không? Nhìn kỹ thì anh chị em sẽ thấy cái lưu ảnh nhẹ nhẹ nè. Đó, nhưng mà xài cực kỳ mượt nha. Cái dòng này xài cực kỳ mượt, pin lại cực kỳ trâu luôn. Đó, chỉ vậy thôi. Nên em thanh lý cái giá rẻ nha. Thường thường cái dòng này thì em đang bán tầm 3 triệu 3 đến 3 triệu 2. Nhưng mà do cái này nó bị lưu ảnh nhẹ nên em thanh lý chỉ có 2 triệu 6 thôi nha. 2 triệu 6 cho anh chị em sử dụng. Máy full zin hết tất cả, màn có lưu ảnh nhẹ. Số 19 nè, Vivo i30 ha. RAM là RAM 4, bộ nhớ 128GB, 6 inch, cam 13 chấm, chip là Helio B35, pin là 5000 tai si, hỗ trợ sạc nhanh 18W, vỏ viền ngoại hình ok, cụm cam cũng rất là đẹp nè mọi người ha. Máy zin full hết tất cả rồi, màn zin, men zin ha. Anh chị em mua về chỉ việc sử dụng thôi, màn hình hiển thị rất là đẹp đó ha. Tai si sạc nhanh nữa nha mọi người, em tặng cho đầy đủ phụ kiện. Cái này hiện tại em đang thanh lý chỉ có 1 triệu 8 thôi. 1 triệu 8 cho anh chị em sử dụng ha. Vivo i30 nha, vỏ viền ngoại hình đẹp á. Số 20 nè mọi người, Oppo Reno 10 5G nha, 6,7 inch, màn là màn AMOLED 120Hz, RAM 8 cộng 4, bộ nhớ 256GB, tha hồ mà lưu dữ liệu nha. Chip con này là chip DMX ha, Dimensity. Em nói nhầm, chip con này là bản 5G thì chip của nó sẽ là Dimensity 7050. Pin thì là 5000, sạc nhanh ở chế độ là 67W. Cây này thì có NFC. Màn hình là màn hình cong nè mọi người, công nghệ là công nghệ màn hình cong cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, màn hình cong hơi bị vip. Vỏ viền máy chung là cây này là máy đẹp 98-99% luôn á nha. 98-99%. Cây này thì hiện tại em đang thanh lý giá chỉ có 5 triệu 6 thôi. 5 triệu 6 em tặng cho anh chị em là đầy đủ phụ kiện nha. 5 triệu 6 em tặng cho anh chị em là đầy đủ phụ kiện, màn zin, men zin, cam thiệt. Mấy dòng Oppo Reno thì anh chị em khỏi phải lo rồi. Đây nè, ha, cam hơi bị chuẩn nha mọi người. Đây là cam sao nè, cam selfie nè. Đó, ha, cam selfie nè. Ngon lành cành đào nha mọi người, cam hơi bị nét ha. Rồi cái này hiện tại em đang thanh lý chỉ có 5 triệu 6 thôi ha. 5 triệu 6 em, hơn vậy đi, 5 triệu rưỡi luôn, ok chưa? Em thanh lý giá rẻ luôn, bớt cho anh chị em luôn, còn 5 triệu rưỡi thôi. Phụ kiện đầy đủ nha. Số 20. 21 nè, Redmi Note 10. Xiaomi Redmi Note 10 á mọi người. 6,43 inch, RAM là RAM 6, bộ nhớ 128GB. Màn là màn AMOLED nha. Cây này được cái là màn dòng Note 10 á thì là sẽ là màn AMOLED, công nghệ màn nó ổn cao nha. Chip nắp ra gần là 678, pin là 5000, sạc nhanh thì ở chế độ là 33W. Cái cây này thì em đang thanh lý chỉ có 2 triệu 1 thôi nha. Được cái là màn zin anh chị em, thực sự luôn mọi người, được cái là màn zin, vỏ viền ngoại hình cũng được đẹp nè ha. Màn thì ok rồi, màn zin thì em đã nói rồi, màn zin nó sẽ bị có màn, những cái dòng mà màn Super AMOLED á thì nó sẽ bị lưu ảnh nhẹ nha. Anh chị em thấy nó có bị lưu ảnh không? Đó, nhẹ cực kỳ luôn, nhưng mà xài được rất là mượt. Đó, máy cũ qua sử dụng mà anh chị em mua một những cái dòng mà màn zin theo máy nó xài cực kỳ ổn nha. Rồi cây này thì em đang lấy 2 triệu mốt thôi, tặng đầy đủ phụ kiện nha mọi người. Này là liên quân PUBG Free Fire hay chạy Grab là cực kỳ ổn rồi nha. Rồi tiếp theo nào, cây Xiaomi nè. Xiaomi Mi 10 T Pro nha. Xiaomi Mi 10 T Pro 6,67 inch, RAM là RAM 8, bộ nhớ lên đến 256GB nha. RAM 6, bộ nhớ 256GB. Màn hình của nó là 144Hz, là cam là 108 chấm. Cây này có NFC luôn, chip Snapdragon nha, đầu 8 865, pin là 5000,
hỗ trợ sạc nhanh lên đến 33W, vỏ viền ngoại hình thì có phải có chày nè, đó, viền thì có phải có chày, cụm cam thì cũng nhìn còn tương đối đẹp nha. Cây này anh chị em lấy em để cho 3,1 triệu, em tặng cho đầy đủ phụ kiện ha. Đó, 3,1 triệu thôi mọi người, thật sự cây này anh chị em mua về xài là hơi bị hời, tại em thu rẻ em bán rẻ thôi, 18256GB là nha. Chip nắp là gần đầu 8 đó nè, 865, trời, có 3,1 triệu thôi mọi người, thật sự cây này hơi bị rẻ luôn. Số 23 nha, Xiaomi Mi 10 T Pro. Rồi, 24 nè mọi người, một con máy cỏ của Samsung nè, Samsung A11, RAM 3, 32GB thôi, 6,4 inch. Chip nắp ra gần nha, 450, cam 13 chấm, pin thì là được cái 4000 tai si hỗ trợ sạc nhanh nè. Ba con máy cỏ này thì được cái là vỏ viền cũng còn đẹp nè mọi người, nhưng mà được cái tai si nè, cực kỳ ổn luôn. Cây này em đang thanh lý chỉ có 1,2 triệu thôi à, nha. 1,2 triệu cho anh chị em sử dụng. Đó, màn hình được cái là công nghệ màn hình đục lỗ nữa. Vỏ viền ngoại hình đẹp rồi, màn hình cũng hiển thị đẹp nè. Ha. Đó, Samsung A11 nha. Mua về mà nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, top các kiểu là ngon lành cành đào. Liên lạc với người nhà người thân cũng ổn. Pin là 4000 mà tai si nữa mọi người. Em đang thanh lý giá có 1,2 triệu thôi ha. Em tặng cho đầy đủ phụ kiện luôn, ốp lưng cường lực và một bộ sạc nha. Rồi số 25 là một dòng Samsung A32 ha. Samsung Galaxy A32, 6,4 inch, màn là AMOLED, Super AMOLED đó mọi người. RAM 6, bộ nhớ 128GB. Chip là Helio G80, pin là 5000, hỗ trợ sạc nhanh là 15W, vỏ viền ngoại hình ok ha, màn là màn AMOLED thì được cái là màn zin. Đó, màn zin hiển thị cũng cực kỳ đẹp ha, đây. Màn cực đẹp nha, nói chung là máy full rồi. Cây này là màn AMOLED á, thì em đã nói rồi, nãy em cũng giới thiệu rồi đây. Nó có bị lưu ảnh nhẹ nhẹ tí xíu, anh mọi người thấy cái dòng chữ không? Đó, anh chị em cứ tham khảo những cái dòng mà AMOLED mà màn zin theo máy thường thường là sử dụng thì nó bị như vậy. Nhưng mà được cái là xài cực kỳ bền nha. Rồi, cây này em thanh lý chỉ có 2,5 triệu à. 2,5 triệu thôi, em tặng cho đầy đủ phụ kiện. Số 25 nha mọi người. 26 nè. 26 là dòng Samsung Galaxy Note 10 LED bản Mỹ 5G ha. Note 10 LED nha, 5G bản Mỹ. Màn hình cực kỳ to luôn, 6,8 inch. Công nghệ là Diamond AMOLED, RAM 12, bộ nhớ là 256GB. Thì anh chị em tha hồ mà lưu dữ liệu nha. RAM 12 256GB là mọi người ha. Chip rất là mạnh, chip là chip Snapdragon là 855, pin là 4003, sạc nhanh ở chế độ là 25W, 6,3 triệu thôi mọi người. Vỏ viền ngoại hình đẹp nè, nha, vỏ viền ngoại hình đẹp. Màn là công nghệ màn hình cong, đây, công nghệ là màn hình cong đình đám một thời luôn, ha. Màn to nha, 6,8 inch lần mọi người, đó, nhìn hơi bị VIP ha. Em có hai màu á, màu đen nè, màu đen cũng rất là đẹp luôn, đó, máy full zin hết tất cả rồi, anh chị em chỉ mua việc xài thôi. Cây màu trắng nè. Ồ, em có hai màu đen và màu trắng, anh chị em thích lấy màu nào thì lấy, ngoại hình như nhau, màn hình đẹp như nhau nha. Em cầm một cây em review thôi để đỡ mất thời gian cho mọi người. Màn đẹp lắm mọi người, thật sự màn là không có ám ố, không có loạn liệt hay là không có chấm kim gì hết. Note 10 LED nè, bản Mỹ thì sử dụng một sim nha, một email một sim. RAM là RAM 12 nha mọi người, RAM 12 nè, bộ nhớ là 256GB ha, cực kỳ trâu nha. Mấy dòng này thật sự anh chị em mua về mà liên quân bút ghi phi phai, quay phim chụp hình các kiểu là ngon ha. Rồi, số 26, Note 10 LED bằng Mỹ 5G, RAM 12 256GB, 6,3 triệu thôi mọi người. Tiếp theo nha mọi người, một cây dòng Samsung M55 ha. Samsung Galaxy M55. Đó, cây này được cái là độ cái lưng. Đó, anh chị em thấy VIP không? Nha, độ cái lưng anh chị em thấy VIP cực kỳ không? Ha. Samsung M55 bản 5G, màn hình cực kỳ to, 6,7 inch, màn hình công nghệ là Super AMOLED nha, 120Hz, đang là bản RAM 8, bộ nhớ là 256GB. Đó, cái này là lưng độ nè mọi người, lưng độ nên rất là đẹp. Đó, lưng da nha, nhìn rất là đẹp luôn mọi người ha. Đó, pin là 5000, hỗ trợ sạc nhanh lên đến 45W. Con này là hiện tại là chip của nó là chip Snap 8 Gen 1, có NFC nha mọi người. Đây, em mở một con, không biết cây nào em mở lên rồi. À, cây màu đen thì em mở, mà cây màu xanh đen chứ. Cây màu xanh đen, hai cây đều mở màn hình lên hết mọi người ơi. Đây nè, màn hình 1, 2, 3, 4. Đây, màn đẹp cực kỳ luôn. Đó, ha. Trời ơi, mấy màn hình đục lỗ được cực kỳ to. Cam nè, em cầm một cây em review cho anh chị em thôi. Đây là cam nè, cam selfie nè. Đó, chuẩn nha. Rồi, cam sao nè mọi người. Đây, ok ha mọi người ha. Đó,
Nói chung là cây này thì em mới nhập về cái số lượng, nhưng mà được cái là cây này anh chị em lấy cây này thì nó xích sao thêm cho em 100k thôi nha. Được cái là cái lưng độ đó, cái lưng độ lưng da nha, lưng độ rất là đẹp luôn mọi người, hơi bị hiếm nha, anh chị em lấy cái dòng này là hơi bị hiếm luôn đó. Còn cái lưng này là lưng zin đó, lưng zin theo máy. Em đang thanh lý cây này thì anh chị em lấy thì em để cho là cây này sẽ là 5 á, cây này là 6,2 triệu nha, cây này là 6,2 triệu, cây này là sẽ là 6,2 triệu và cây này sẽ là 6,4 triệu nha. À, 6,3 triệu đi, 6,2 triệu hơn trăm sẽ là 6,3 triệu nha. Rồi đó, cực kỳ đẹp nha mọi người, máy full zin hết, bản 2 sim nha. Đó, hơn 6,2 triệu và 6,3 triệu, 6,2 triệu và 6,3 triệu đó, cực kỳ đẹp nha. Cái lưng là bao da, cái lưng da luôn anh chị em, thật sự độ cái lưng da cực kỳ đẹp, thấy không, giống như là bản đặc biệt vậy đó ha. À, rồi Samsung Galaxy M55 bản 5G nha mọi người, bản 5G, RAM 8 256 GB, tha hồ mà lưu dữ liệu. Số 29 nè, 29 sẽ là dòng Sony ha, Sony X1 Mark 3, Sony Xperia X1 Mark 3 nha. RAM là RAM 12, bộ nhớ là 256 GB, màn hình là 6,5 inch, màn hình là màn hình OLED 4K nha mọi người, màn hình OLED 4K, chip là chip Snapdragon là 888, pin là 4500, sạc nhanh ở chế độ là 33W. Đó, cây này thì màu đen em mở nguồn rồi nè, cây màu xám này thì em chưa có mở nguồn, thì em như nhau thôi mọi người, em sẽ review một cây cho anh chị em thôi, đợi đỡ mất thời gian nha. Màn là màn OLED 4K nè, đó, màn là màn OLED 4K cực kỳ đẹp. Đó, đây nè, em đang thanh lý thì cái dòng này á, cái dòng này thì em đang thanh lý là 5,2 triệu, em tặng cho đầy đủ phụ kiện nha. 5,2 triệu em tặng cho đầy đủ phụ kiện, vỏ viền ngoại hình thì ok hết rồi, màn là màn hình đẹp nè mọi người nha, màn hình công nghệ là màn hình OLED. Đó, dòng này thì em đang thanh lý chỉ có 5,2 triệu em tặng cho đầy đủ phụ kiện nha. Số 29. Rồi tiếp theo sẽ là số 30 nè mọi người ha. Số 30 sẽ là dòng Samsung, Samsung Note 20 Ultra bản Mỹ 5G, em có hai màu. Đây, lao một cái là đẹp nha, do cái màu hồi tai của em á mọi người. Note 20 Ultra bản Mỹ 5G, 6,9 inch nha. RAM là RAM 12. RAM là RAM 12, bộ nhớ là 128 GB, cam 108 chấm, vỏ viền ngoại hình đẹp nha. Màu đen thì anh chị em nhìn nó dơ dơ, cái do màu hồi tai của em nè. Đó, lao một cái là đẹp keng. Máy đẹp 97-98% nha mọi người. Ha, dòng này thì cam 108 chấm, chống rung ha, chống rung chống ồn, nên cái dòng này anh chị em mua về quay phim, làm vlog, làm YouTube, làm TikTok thì cực kỳ ổn rồi. Chip Snapdragon là 865, pin là 4500, sạc nhanh ở chế độ là 25W nha. Vỏ viền ngoại hình hơi bị đẹp, đây nè anh chị em thấy không, à, máy zin full hết nha, vỏ viền nè, màn là công nghệ màn hình cong rồi ha, đình đám một thời luôn đó, cực kỳ đẹp nha. Màn là không có ám ố, không có ám ố, không có chấm kim gì hết mọi người, thật sự mấy dòng này anh chị mua về xài là hết bài nha. Máy full zin hết tất cả, màn zin men zin nha. Đây nè, vỏ viền ngoại hình hơi bị đẹp. Rồi Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G bản Mỹ nha, đó thì em đang thanh lý là 7,9 triệu, 7,9 triệu em tặng cho đầy đủ phụ kiện nha, ốp lưng cường lực và một bộ sạc. Rồi clip bên đây là hết rồi mọi người, thì mong rằng anh chị em xem được cái nào thì anh chị em cứ liên hệ với em qua cái số điện thoại cũng như là Zalo đều là số này ha, 0963 595 262 ha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi nha, bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở một clip sau.